Xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia xin giới thiệu đến quý vị đang xem video của xưởng một bộ bàn ghế phòng khách mẫu Hoàng Gia V4 chân 14 được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, bộ 10 món. Kê theo kiểu hình chữ U nhé. Hiện tại thì bộ sản phẩm này đang được kê tại kho của công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia ở cạnh nhà văn hóa thôn Đại Vĩ. Bộ này thì 10 món thì bao gồm là một chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế đơn, 4 chiếc ghế đơn và một chiếc bàn lớn. Hiện tại thì ở đây đang kê thiếu mất 2 chiếc đôn kẹp ghế và 2 chiếc đôn ngồi kê đằng trước. Tổng là bộ 10 món, hiện tại đây là kê có 6 món thôi. 6 món đại, 6 món chính của bộ sản phẩm này. Thì mẫu Hoàng Gia V4 chân 14 được làm từ chất liệu là gỗ hương đá. Anh chị em có thể tham khảo, đây là mẫu Hoàng Gia V4 chân 14 gỗ hương đá này. Vách là vách trơn, toàn bộ là vách trơn này. Vách trơn, trương liền, dày 10cm, trương liền khối, đục thủ công nhé. Đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng cái lép đục của bên Phạm Gia, nó sẽ khác khá nhiều so với những cái hàng phổ thông, hàng tự do. Đây, và hoàn thiện rất là kỹ, quý vị có thể thấy từ các cái lỗ này sờ mịn luôn. Các cái lỗ này sờ rất là mịn, đường cong này hoàn thiện rất là mềm mại luôn. Đây, em zoom được chi tiết từ những cái chi tiết rất nhỏ là quý vị xem hoàn thiện rất là kỹ nhé. Nhiều cơ sở ta không dám quay đến cận cảnh như này bởi vì hoàn thiện nó không bao giờ được sạch và mịn như này. Đấy. Đấy, anh chị em người tham khảo cái hàng cao cấp bên công ty Phạm Gia làm nó sẽ khác như này. Đấy. Về cái phần ván mặt ngồi thì bên Phạm Gia làm là ván dày 4 phân nguyên tấm, không tranh, tay là tay đặc nguyên khối sát cột. Đấy. Tay đặc nguyên khối sát cột nhé, đấy, quý vị tham khảo này. Cả ghế dài cũng vậy. Về thông số kích thước thì ghế dài và ghế đơn thông số kích thước chung là giống nhau, đều là trưng liền, đục thủ công, hoàn thiện rất là kỹ. Đấy, đục và đục hai mặt, cả mặt trước và mặt sau đục như nhau. Vách trơn, trời ơi, vách là vách trơn hết. Đấy, mặt tràn là nguyên tấm, dày 4 phân. Đấy. Và video này thì em chỉ quay qua thôi, nếu mà anh chị em nào yêu thích quan tâm mẫu sản phẩm này có thể xem kỹ hơn một cái video chi tiết em để trong đường link trong cái nội dung bài viết này. Đấy, quý vị có thể xem kỹ hơn cái video kia em review chi tiết hơn. Đấy, quý vị có chiêm ngưỡng cái đường nét hoàn thiện đục chạm bên em làm rất là mịn nhé, sạch sơ bóng mịn luôn. Nó khác hàng chợ rất là nhiều, đồng tiền đi liền với chất lượng đấy. Quý vị có thể thấy là từ những cái chi tiết khóe rất là nhỏ này thì bên Phạm Gia làm nó sạch tưng luôn. Đây, từ cái ngóc ngách này nhá, để anh chị em tham khảo. Đây, sản phẩm này thì bên em đục cả hai mặt. Đây, sẽ quay cho quý vị thấy cả mặt trước mặt sau này, đục hết, đục hai mặt như nhau hết nhá. Vân hàng tuyển chọn hết,